Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Điều gì sẽ xảy ra sau cái chết của lãnh đạo cao nhất Hamas? Xung đột tại Trung Đông tuần qua tiếp tục căng thẳng với hàng loạt động thái của các bên xung đột. Đầu tuần, lực lượng vũ trang Hồi giáo Hezbollah đã tập kích UAV vào căn cứ quân sự của Israel, làm 4 binh sĩ thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Đây được xem là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất vào Israel kể từ khi hai bên bắt đầu giao tranh xuyên biên giới vào tháng 10 năm ngoái, làm nóng xung đột tại Trung Đông. Trước đó, Hezbollah ngày 12 tháng 10 tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV vào một trại huấn luyện bộ binh của Israel ở Binyamina. Hezbollah cho biết cuộc tấn công là để đáp trả các cuộc không kích của Israel tại Liban hôm 10 tháng 10, khiến 22 người thiệt mạng và 117 người bị thương. Sau cuộc tập kích UAV, Hezbollah đe dọa Israel sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công nữa nếu cuộc tấn công của nước này ở Liban tiếp tục. Xung đột tại Trung Đông tiếp tục gia tăng. Đáp trả sau đó, ngày 16 tháng 10, Israel đã không kích liên hoàn ở Liban, khiến 16 người chết, 52 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra khi các quan chức thành phố Nabatieh đang họp. Thị trưởng thành phố Nabatieh, ông Ahmad Kahin và một số quan chức khác thiệt mạng sau vụ tấn công. Truyền thông Liban đưa tin, vụ tấn công trên gồm khoảng 10 đợt không kích tạo ra vành đai lửa trong khu vực. Trong ngày, lực lượng phòng vệ Israel cũng nói rằng đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở Nabatieh để phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm được lực lượng Radwan của Hezbollah sử dụng. Các quan chức Liban lên án vụ tấn công, cho rằng đây là bằng chứng cho thấy chiến dịch của Israel chống lại nhóm vũ trang Hezbollah hiện chuyển hướng sang nhắm vào nhà nước Liban. Trong khi đó, tại xung đột ở giải Gaza, lực lượng phòng vệ Israel cho biết Israel đã tiêu diệt lãnh đạo Hamas, ông Yahya Sinwar, vào ngày 17 tháng 10, theo tờ The Times of Israel. Trong một tuyên bố chính thức, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz cũng đã gửi công hàm tới các người đồng cấp trên khắp thế giới xác nhận cái chết của ông Sinwar. Ông Sinwar, 62 tuổi, là lãnh đạo chính trị của Hamas ở giải Gaza từ đầu năm 2017. Ông đảm nhận toàn quyền lãnh đạo nhóm này vào tháng 8, sau khi lãnh đạo khi đó là ông Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran, thủ đô Iran. Theo hãng tin AFP, ông Sinwar là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong nhóm Hamas, đã từng đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong bộ máy an ninh nội bộ của lực lượng này. Ông này được cho là nhân vật góp phần châm ngòi trong một cuộc chiến tranh toàn diện đã nhấn chìm toàn khu vực Trung Đông trong thời gian qua, đẩy xung đột tại Trung Đông lên cao. Ông Sinwar là một trong những lãnh đạo Hamas bị cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công của nhóm này vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái và được cho là đã ẩn náu trong mạng lưới đường hầm mà các chiến binh Hamas xây dựng bên dưới lòng đất giải Gaza. Hamas hiện chưa lên tiếng về tuyên bố của phía Israel. Trong khi Israel đang chiến đấu ở cả hai mặt trận là Liban và Gaza, có tin cho biết nước này đã sẵn sàng đáp trả Iran, khả năng sẽ hành động trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, tiếp tục đẩy cao xung đột tại Trung Đông. Đài CNN ngày 16 tháng 10 dẫn nguồn tin rằng Israel đã sẵn sàng kế hoạch đáp trả cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel ngày 1 tháng 10. Bộ Quốc phòng Israel hiện chưa bình luận về thông tin Israel sẵn sàng đáp trả Iran. Trong khi đó, nguồn tin từ các quan chức Mỹ nói với CNN rằng Israel dự kiến sẽ trả đũa cuộc tấn công của Iran trước ngày 5 tháng 11, tức ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Trước đó, ngày 15 tháng 10, kênh 12 của Israel đưa tin, lực lượng phòng vệ Israel đã trình một danh sách các mục tiêu trong cuộc trả đũa lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Lên tiếng trước thông tin trên, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, quyết định về kế hoạch trả đũa Iran liên quan vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo hôm 1 tháng 10 sẽ được đưa ra dựa trên lợi ích của Israel, theo tờ The Times of Israel. Ông Sinwar bị hạ, giờ lãnh đạo Hamas còn những ai? Ông Khaled Meshan, ông Khalil Al-Hayya, ông Mausa Abu Marosh được xem là những người nổi bật còn lại trong giới lãnh đạo Hamas sau khi lãnh đạo Yahya Sinwar bị hạ trong cuộc đấu súng với Israel hôm 16 tháng 10. Việc lãnh đạo Hamas, ông Yahya Sinwar thiệt mạng trong cuộc đấu súng với lực lượng Israel hôm 16 tháng 10 đã giáng một đòn mạnh vào nhóm này. Ông Sinwar từ lâu đã được coi là một trong những người có ảnh hưởng nhất của Hamas, nắm giữ quyền lực lớn và chủ yếu ẩn náu trong các đường hầm bên dưới Gaza. Ông Sinwar cũng từng bị Israel giam suốt 20 năm,
Trong thời gian trong tù, ông Sinwar đã học tiếng Do Thái và tìm hiểu về văn hóa, xã hội Israel, nắm bắt các tin tức về Israel. Ông Sinwar cũng được cho là người có quan điểm rất cứng rắn trong cuộc chiến với Israel. Theo tờ The New York Times, nhân vật này không muốn đạt thỏa thuận ngừng bắn với Israel để chấm dứt giao tranh ở Gaza và không muốn thả các con tin bị Hamas bắt trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ông Sinwar được xem là người đứng sau các chiến lược quân sự của Hamas tại Gaza. Ông Sinwar cũng đã đảm nhận vai trò là lãnh đạo chính trị của tổ chức từ tháng 7 sau khi ông Ismail Haniyeh bị ám sát tại Iran. Theo The New York Times, từ lâu Israel đã đặt việc loại bỏ các nhà lãnh đạo Hamas thành một trong những mục tiêu trong cuộc chiến ở Gaza. Theo đó, lực lượng Israel xem ông Sinwar là một trong những mục tiêu lớn nhất của họ. Đến nay, Hamas vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về người sẽ thay ông Sinwar đảm nhận vai trò lãnh đạo Hamas. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, Hamas có thể bổ nhiệm một thành viên cấp cao của ông Khalil Al-Hayya, phó lãnh đạo Hamas tại Gaza. Ông Al-Hayya đang sống tại Qatar. Ông Al-Hayya là thành viên cấp cao của Hamas trong nhiều thập niên và là cấp phó của ông Sinwar. Năm 2007, Israel thực hiện cuộc không kích vào nhà ông Al-Hayya ở Gaza và giết chết các thành viên trong gia đình ông này. Vào thời điểm đó, ông Al-Hayya không có mặt ở nhà. Sau khi thông tin ông Sinwar thiệt mạng được đưa ra, trong ngày 18 tháng 10, ông Al-Hayya cảnh báo rằng Hamas sẽ không thả các con tin còn lại của Israel nếu Israel không rút lực lượng khỏi Gaza. Nhóm này đang sống bên ngoài Gaza để đảm nhận vị trí của ông Sinwar. Dưới đây là một số nhân vật nổi bật còn lại trong giới lãnh đạo Hamas. Theo The New York Times, những người này được cho là còn sống hoặc vẫn chưa có thông tin cụ thể về tình hình hiện tại của họ. Ông Khaled Mesan, cựu lãnh đạo chính trị của Hamas. Ông Khaled Mesan sinh ra gần thành phố Ramallah ở bờ Tây. Ông Mesan trở thành lãnh đạo văn phòng chính trị của Hamas vào năm 1996, chỉ đạo nhóm này từ xa. Vào năm 1998, ông Mesan bị các điệp viên Israel tiêm một loại thuốc độc tác dụng chậm khi ông đang ở Jordan, khiến ông hôn mê. Sau đó, Israel và Jordan đã đạt được thỏa thuận và phía Israel chấp nhận cung cấp thuốc giải độc cho ông Mesan. Trong quá trình hoạt động dưới hàng ngũ của Hamas, ông Mesan đã liên tục chuyển nơi ở đến nhiều nơi tại Trung Đông, từ Kuwait, Jordan, Qatar đến Syria. Ông Ismail Haniyeh kế nhiệm ông Mesan trở thành người đứng đầu văn phòng chính trị của Hamas sau khi ông Mesan từ chức vào năm 2017. Tuy nhiên, ông Mesan vẫn là người có ảnh hưởng quan trọng trong tổ chức của Hamas. Ông Moussa Abu Mashal, thành viên cơ quan chính trị cấp cao của Hamas. Ông Moussa Abu Mashal được cho là một trong những người tham gia sáng lập ra phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas. Theo Tổ chức Nghiên cứu Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, ông Mashal tham gia lập ra một nhánh của Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine, tiền thân của Hamas, tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sau đó, ông Abu Mashal đến Mỹ và giúp thành lập các tổ chức Hồi giáo, bao gồm những tổ chức ủng hộ người Palestine. Năm 1996, khi đang đảm nhận chức vụ đứng đầu cục chính trị của Hamas, ông Abu Mashal đối mặt với cáo buộc của Israel về việc tài trợ và giúp tổ chức các cuộc tấn công khủng bố. Ông Abu Mashal bị bắt và tạm giam tại một nhà tù ở Mỹ trong 22 tháng do được cho có liên quan hoạt động khủng bố. Sau khi ra tù, ông Abu Mashal bị trục xuất đến Jordan. Ông Muhammad Deif, chỉ huy lực lượng quân sự Hamas. Ông Muhammad Deif gia nhập Hamas khi còn là một thanh niên. Ông được cho là một trong những người lập kế hoạch cho các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas vào Israel. Năm 2002, ông Muhammad Deif trở thành lãnh đạo của lữ đoàn Qassam, cánh quân sự Hamas, sau khi lãnh đạo của lữ đoàn này thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Ông Deif đã chỉ đạo nhiều cuộc tấn công vào Israel, bao gồm loạt vụ đánh bom liều chết vào năm 1996. Vào tháng 7, lực lượng Israel đã ném bom một khu vực ven biển của Gaza bằng vũ khí hạng nặng nhằm hạ ông Deif. Hàng chục người dân Gaza đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Lực lượng Israel sau đó cho biết họ đã hạ ông Deif trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, phía Hamas không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin trên. Theo tình báo Israel, ông Deif đứng đầu danh sách những kẻ bị khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của Israel trong nhiều thập niên và bị ám sát hụt 8 lần. Năm 2014, một cuộc không kích của Israel đã giết chết một trong những người vợ và đứa con trai sơ sinh của ông này. Vào tháng 7, lực lượng Israel đã ném bom một khu vực ven biển của Gaza bằng vũ khí hạng nặng nhằm hạ ông Deif. Hàng chục người dân Gaza đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Lực lượng Israel sau đó cho biết họ đã hạ ông Deif trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, phía Hamas không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin trên.
Theo tình báo Israel, ông Deb đứng đầu danh sách những kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của Israel trong nhiều thập niên và bị ám sát hụt 8 lần. Năm 2014, một cuộc không kích của Israel đã giết chết một trong những người vợ và đứa con trai sơ sinh của ông này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.